Giới thiệu với các bác, hôm nay mùng 2 tháng 6 thì đây là một khách hàng quen. Anh Bính, anh Bình thì ở trung tâm viễn thông Ngân Sơn Bắc Cạn. Để cho anh ấy một tôi xin. Trước khi đi là tôi có sử dụng cái xi lanh rồi tôi bón vào cái diều của con chim này là để cho nó no. Đấy. Và tôi chuẩn bị cả giấy cái nót thế này để cho nó không bị bết lông. Đấy, mỗi một con nó để một ngăn. Cái loại này thì báo cáo với các bác là nó là hàng bón. Đấy, đôi như này là rất là đẹp các bác nhé, chim nó rất là khổng lồ luôn đấy, giống chim chuẩn luôn đấy. Đấy, con này là con trống đấy. 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 Tôi để mỗi một con một ngăn. Đấy, cho nó không con nào động chạm vào con nào. Đấy, bây giờ từ 6 giờ sáng tôi bắt đầu ra đây. 6 giờ rưỡi tôi gửi, 8 giờ có mặt ở Mỹ Đình, còn đến buổi chiều mới bắt đầu gửi về đến Bắc Cạn. Để báo cáo với các bác là như thế là các bác yên tâm. Đấy. Đấy là khách hàng quen thuộc 0911113666, số rất là đẹp. Cái loại này thì nó cũng không cần thiết phải nhiều. Đây quá, rồi ok. Mình xem.